Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Hoàng Tích. Thì trong video ngày hôm nay em mà lên đây giao lưu gửi đến cho anh em, đây là một mẫu sản phẩm đồng hồ cũng cực kỳ hot đến từ thương hiệu OP Onibianus. Thì chắc các bác cũng không còn xa lạ nữa với cái thương hiệu này, một cái thương hiệu mà làm những cái kiểu dáng đồng hồ rất là đặc trưng của những cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như là Rolex này, đấy, Hublot hay là Omega, thì có rất là nhiều đó những cái kiểu dáng mà OP nó mang lại gần đến phải 98 99%. Đó rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái chiếc OP với một cái kiểu dáng tiểu hộp lót nhá, cực kỳ đẹp. Với cái chiếc này sẽ có mã hiệu của em này, đó chính là OP 990-45A nhé. Đó thì đây là cái mã hiệu của chiếc này, thì các bác có thể tra cứu trên Google về cái chiếc này. Ở đây thì nó sẽ có một cái tông màu, màu của chiếc này một cái màu xanh blue cực kỳ đẹp nhé. Nó có hiệu ứng chạy tia trên mặt đầy của chiếc này. Rồi thiết kế của nó thiết kế 3 kim. Đó, kim giờ và kim phút của nó là kim lưỡi kim vắt nhọn, và nó sẽ có là kim rỗng. Đấy, nó sẽ rỗng nòng ở bên trong. Đó, rồi ở đây thì sẽ có kim dây thanh mảnh làm khá là đẹp này. Rồi phần kim cọc của chiếc này là kim cọc đắp nổi. Đó, và có chi tiết vắt cạnh, cho nên là về cái phần kim cọc của những chiếc này thì nó sẽ có một cái phải gọi là độ bắt sáng của những chiếc này vô cùng tốt. Đó rồi, ở đây thì một kiểu dáng tiểu lót với một cái phần thân vỏ của chiếc này đều được mạ vàng nhé, đều được mạ vàng cực kỳ đẹp, màu vàng hồng rose gold. Đấy rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái kiểu dáng đó tiểu hộp lót cực kỳ đẹp. Nếu như các bác chưa biết về những cái chiếc đồng hồ hộp lót ấy, thì tại vì Hublot là một trong những cái thương hiệu đồng hồ nó cực kỳ nổi tiếng, và nó có một cái giá trị sưu tầm và một cái giá trị thương hiệu của nó cực kỳ là lớn. Cho nên là nếu như các bác để ý thì khi mà các bác tìm kiếm những cái chiếc đồng hồ Hublot ấy, gần như là nó sẽ có một cái kiểu dáng thiết kế như thế này. Đấy, cho nên là về cái về thương hiệu OP Onibianus ấy, thì nó lại làm một cái kiểu dáng y chang như kiểu dáng Hublot này. Đấy, cho nên là với cái tầm tiền của những cái chiếc OP này thì nó sẽ cực kỳ rẻ, cho nên là người ta hay gọi cái thương hiệu OP này là về những kiểu dáng như này người ta gọi là tiểu hublot. Đó rồi, ở đây thì nó sẽ có là một cái logo thương hiệu ở 12 giờ, đây là một cái logo thương hiệu Onibianus nhá. Đó, Onibianus. Rồi ở hướng góc 6 giờ nó sẽ có ghi những thông tin như là sapphire này, máy automatic và phiên bản Japan Moment nhá. Đó, Japan Mode. Đó rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái ô lịch kép được đặt hướng góc 3 giờ. Đó, và toàn bộ cái phần mặt kính của chiếc này đều là kính sapphire nguyên khối, chống trầy chống xước gần như là tuyệt đối cho bác. Về kính sapphire nguyên khối thì các bác không cần phải lo về cái vấn đề chúng ta sử dụng qua thời gian. Đấy, ví dụ chúng ta có va đập thì chỉ có xước cái phần thân thôi, còn lại phần kính thì gần như là không thể xước được. Đó rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái chi tiết nữa cực kỳ đáng giá, đó chính là những viên đá được đính trên toàn bộ cái phần vỏ của chiếc này. Đấy, những viên đá sapphire cực kỳ đẹp ha. Đó, viên đá được phủ kín toàn bộ cái mặt trước của cái chiếc đồng hồ này. Đấy rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái phần thân vỏ được phay bóng này gần như toàn bộ nhá các bác nhá. Đó, rồi một cái núm chỉnh có khắc logo thương hiệu đến từ nhà OP. Đó, một cái đi kèm vào đấy thì nó sẽ có một cái bộ dây, đấy, bộ dây cao su. Đó, một cái khóa thông minh đến từ thương hiệu OP này. À, một cái dây cao su ha. Dây cao su này thì các bác đeo thì rất là bền rồi. Đấy, trừ khi mà các bác va quệt hay là cứa vào đâu những cái vật thể sắc nhọn thì nó mới đứt được thôi. Còn gần như các bác đeo những cái bộ dây cao su này thì nó cực kỳ bền. Đấy rồi, ở đây thì phần đáy của chiếc này nó sẽ có một phần đáy ghi những thông tin như là sapphire này, máy automatic này, mã hiệu của chiếc này stainless steel phiên bản Japan Moment, có chứng nhận hành chống giả của Bộ Công an. Đó rồi, ở đây thì nó sẽ có là cỗ máy được trang bị chiếc này, là chính là máy đến từ nhà Seiko NH36. Thì với những cái cỗ máy NH36 thì nó sẽ tương đương ngang bằng với những cỗ máy 4R đến từ nhà Seiko các bác nhé, các bác lưu ý nhé. Thì cỗ máy NH36 thì nó cũng sẽ có đầy đủ những chức năng như là nên nên có tay dừng game ra khi chỉnh giờ. Đó, tần số dao động vẫn là 21.600 và độ tích có tầm 40 giờ. Đây thì em nghĩ rằng là với một cái kiểu dáng như này thì nó sẽ ăn tiền về cái kiểu dáng nhiều hơn là cỗ máy. Về cỗ máy thì chúng ta không cần lo nghĩ thôi, cỗ máy còn đến từ nhà Seiko. Còn về cái kiểu dáng của chiếc này thì nó trông cực kỳ bắt mắt, khá là sang trọng này. Đó rồi, giá thành hiện tại của chiếc này em gửi đến cho bác, mức giá của chiếc này nó chính là 6.500.000 đồng nhé.
đó, trong một cái phiên bản tiểu Hublot Open Unibanded này. Đó thì các bác nào quan tâm về cái chiếc này, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 7322. Đấy thì về những chiếc này thì em đang bán giá cực kỳ tốt trên thị trường. Đó, cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo.